Hello, xin chào anh em. Lời đầu tiên mình chúc sức khỏe đến anh em ha. Nhiều anh em hỏi cái số vé lò của mình đó anh em. Những cái clip như vậy mình mới để số vé lò mình trên tiêu đề được ha. Cái này là clip mình móc dâu nha. Ngày mai mình sẽ làm cái clip móc măng cục cho anh em xem ha. Nhiều lắm, măng cục nhiều lắm anh em. Ngày mai mình làm clip mình đi móc măng cục cho anh em xem. Móc là mấy chục ký anh em. Này mình móc dâu ha. Dâu xanh đó anh em. Dâu xanh ha. Có mình nên mình móc nhiêu đây ăn thoải mái anh em, một cây một là nó rụng nè, nó chín nó rụng đầy chân nè anh em. Mình làm clip móc dâu cho anh em xem ha. Rồi anh em nào có quan tâm á, mình nhớ ha, đăng ký kênh với có cái số vé lò ở trên tiêu đề á anh em ha. Mai mốt mình xem chiến kê cho nó dễ ha. Rồi để ngày mai mình làm cái clip mình đi móc măng cục cho anh em ha. Với sắp tới đây mình lên cho anh em một số chiến kê tơ cho anh em xem ha. Rồi thôi mình xin chào ha, mình cảm ơn, hẹn gặp lại. Để mình leo lên đó mình bẻ trên đó một ít nữa nè. Cảm ơn anh em nha, cảm ơn anh em bỏ thời gian xem clip ha. Xin chào, xin cảm ơn. Cây này còn nhiều lắm nè anh em. Để mình phóng gần lại cho anh em xem ha. Bên phía trại gà mình bánh nhiều cây còn dữ lắm, trái luôn á. Anh em thấy không? Dâu sim ha.